Giữa các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh tử vong vì bệnh bạch hầu ở tỉnh Nghệ An, chiều hôm qua, ông Nguyễn Đình Du, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An cho biết đã có kết quả xét nghiệm 10 mẫu bệnh phẩm, dịch ngoáy họng và mẫu máu của những người tiếp xúc gần với cô gái 18 tuổi tử vong. Theo đó, tất cả 10 mẫu đều cho kết quả âm tính. Tại Nghệ An, hôm qua là ngày thứ 8 không ghi nhận ca mắc mới kể từ ngày ca bệnh cuối cùng được cách ly. Những người tiếp xúc gần đã được uống thuốc kháng sinh dự phòng và có mẫu xét nghiệm âm tính. Ngành Y tế Nghệ An đang tiếp tục theo dõi ổ dịch trong vòng 14 ngày theo quy định. Theo CDC Nghệ An, từ năm 2017 đến nay, tại tỉnh này ghi nhận một số ca mắc bệnh bạch hầu rải rác trên một số địa bàn thuộc huyện Kỳ Sơn. Tuy nhiên, không có ca nào tử vong. Trường hợp cô gái ở huyện Kỳ Sơn tử vong do bạch hầu có một phần nguyên nhân không tiêm phòng vaccine từ nhỏ, khi phát hiện bệnh muộn và chậm chuyển tuyến theo khuyến cáo của cơ sở y tế.